Chào các bạn, hôm nay mình xin làm một clip nói về một cái vấn đề mà rất nhiều bạn mới bắt đầu tập đàn gặp phải. Đó là vấn đề tại sao các bạn bấm hợp âm không được. Bấm hợp âm không được ở đây có nghĩa là các bạn tiếp cận với nó gặp rất là nhiều khó khăn. Nói chung là muôn vàn khó khăn. Anh ơi, em bấm hợp âm la thứ mà sao em bấm cái này nó tịt cái kia, nó tịt cái này nó tẹt cái kia, nó tẹt, nó không ra được tiếng. Mặc dù mình chỉ cũng khá là chỉnh chu, thì đây mình sẽ đưa ra là có 3 vấn đề các bạn cần phải quan tâm để có thể tập hợp âm một cách là hiệu quả và nhanh chóng hơn. Vấn đề đầu tiên đó chính là các bạn phải nên nhớ rằng hợp âm là tập hợp của nhiều các nốt, nó có quan hệ với nhau để tạo ra cái hợp âm đó. Nói một cách khác là cái tay các bạn phải bấm một lần là mấy nốt ở trên cái phím thì mình được gãi nó mới ra cái hợp âm. Thì chính vì vậy bản thân của ví dụ mình bấm 3 ngón thì nếu tách ra thì cũng là từng ngón bấm mà thôi. Vậy thì các bạn nên nhớ rằng nếu từng ngón các bạn bấm chưa tốt thì hợp âm các bạn bấm cũng không tốt. Đó là điều chắc chắn. Do đó các bài luyện ngón cơ bản các bạn phải đánh cho bằng được và kiên trì nó trước khi chúng ta leo qua tới cái phần hợp âm. Rất nhiều bạn thấy là các bài luyện ngón cơ bản nó buồn chán quá, nhưng rất nhiều bạn đã biết có thể đánh hợp âm nhưng mà mình kêu rải là bị tịch. Mình kêu đánh là một cái bài cơ bản đó trên 12 ngăn thì đều có vấn đề cả các bạn. Do đó các bạn hãy đánh từng nốt thật tốt thì chúng ta qua cái hợp âm nó mới dễ được. Nên nhớ nha, các bài hợp âm cơ luyện ngón cơ bản các bạn nên tập hết ha. Bạn có thể tập âm dài scale cũng được, chậm thôi, nhưng mà bấm là phải ra tiếng cho nó rõ, chứ không thể như thế này. Đó, vừa cách. Đó, vừa cái bấm mấy lần nó mới kêu được vậy. Thì khi các bạn bấm chậm như vậy, một nốt mà các bạn bấm còn không được, thì khi mà đưa vô 2-3 nốt bấm một lượt thì chắc chắn các bạn sẽ gặp vấn đề ngay. Do đó hãy tập từng ngón bấm từng nốt cho rõ ràng nha. Bước thứ hai đó chính là các bạn nên nhớ rằng là đa phần chúng ta bấm vào cái ngăn đàn bằng cái đầu ngón tay. Một số chúng ta sẽ chặn, nhưng đa phần là đầu ngón tay. Do đó hãy tập là bấm các nốt bằng đầu ngón tay. Đừng bấm dối. Một số bạn nói là em tập điểm hát thôi, em đâu có cần phải là solo gì nhiều đâu, do đó không cần luyện ngón nhiều cũng được. Mà thật ra khi các bạn tập bằng đầu ngón tay tốt thì sau này các hợp âm các bạn bấm son trưởng đó, các bạn thấy đa phần chúng ta đều dùng cái đầu ngón tay để chúng ta nhấn vào các dây mà thôi. Một số dây thì chúng ta chặn, ngay cả bạn bấm nhỏ như thế này thì ở đây thì chúng ta chặn này đó. Nhưng mà các ngón khác thì đa phần chúng ta đều là phải bấm cái ngón trực diện vào, mi trưởng trực diện, la trưởng bạn bấm trực diện, rê trưởng đó, các bạn đều bấm trực diện vào bằng cái đầu ngón tay. Do đó nên nhớ rằng là hãy tập bằng đầu ngón tay cho thật tốt nha. Và một điểm cuối cùng, cái này thì các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy rằng là mình dễ thôi, không có gì cả. Đó chính là ví dụ các bạn đánh, các bạn xem là thứ tự của cái tay các bạn đánh lên cái hợp âm đó như thế nào, thì các bạn ưu tiên bấm những cái dây trên nó trước. Đơn giản, bây giờ mình sẽ đánh cái hợp âm đô trưởng từ trên xuống. Thì các bạn khi mới tập, các bạn sẽ phải từ từ, ví dụ như vậy, ngăn 1, ngăn 2, ngăn 3. Các bạn buông ra, sau đó tới 1, 2, 3. Thì cái này nghe có vẻ là nó hợp lý. Tuy nhiên các bạn nhớ rằng ví dụ các bạn tập gãi hợp âm từ trên này xuống thì cái nốt nào nó phát ra trước các bạn? Cái nốt của cái dây số 5 trước. Vậy các bạn phải ưu tiên lại cái tay của các bạn, tức là không phải là 1, 2, 3 mà phải ngược lại là gì? 3, 2, rồi mới tới 1. Thì cái thời gian các bạn thấy là nó sẽ nhanh và phù hợp hơn. Có thể các bạn vừa đưa vô, các bạn thấy là tới cái thời gian sau mình tay phải mình rải 2-3 giây rồi, thì lúc đó nếu các bạn có bấm chậm hơn một tí thì cái ngón của các bạn, của cái dây dưới nó tiếp xúc vô nó không bị ảnh hưởng bởi vì là mình đánh nó bị chậm các nốt. Ví dụ như vậy mình có thể đánh vậy, các bạn
bạn thấy mình bấm thứ tự là 3, 2, 1 vậy. Còn nếu các bạn đang đánh từ trên xuống mà các bạn lo đánh gì trước thì các bạn vừa đưa cái ngón này vô là tay phải các bạn đánh là mới có bấm được cái dây số 1 à. Ở ngăn số 1 à. Còn ngăn 2, 3 chưa bấm. Ví dụ tập son cũng vậy, nếu các bạn gãy từ trên xuống thì bạn phải ưu tiên đưa cái tay vô là bấm cái son trước. À, bấm cái si, sau đó chúng ta mới đánh dưới. Đó, như vậy thì lúc đầu các bạn tiếp cận như vậy các bạn sẽ dễ tập hơn. Nên nhớ, và trường hợp ngược lại, ví dụ các bạn rải từ dưới lên thì các bạn ưu tiên là dây nào? À, dây số 1, dây số 2 lên. Do đó khi bấm vô, nếu các bạn chưa bấm nhanh được, giống như mình hoặc các bạn nào đã tập lâu rồi quen rồi, chụp vô một cái là dính ngay hợp âm ngay. Còn nếu các bạn chưa quen thì hãy lưu ý những cái điểm đó để chúng ta có thể tiếp cận tập được hợp âm một cách hiệu quả và nhanh hơn. Và khi các bạn đã tập được vài cái hợp âm thành công rồi thì các bạn thấy là cái sự tự tin của bạn nó nâng cao lên, cái tay các bạn cũng chịu được lực rằng là khi bấm được 2-3 ngón một lượt rồi thì lúc đó các bạn qua cái hợp âm khác nó không có khó khăn gì cả. Một số cái bí kíp nhỏ nhỏ mình có hướng dẫn về cái bấm hợp âm là pha trưởng, cách vượt qua hợp âm pha trưởng, hợp âm si dáng trưởng. À, một số cái hợp âm mà hơi khó bấm á, các bạn có thể xem mình có để trong clip ha, các bạn có thể xem để mà mình cải thiện hiệu quả. Hy vọng clip này sẽ giúp ích cho các bạn đang phải là chật vật vượt qua những cái hợp âm cơ bản trên đàn guitar nhé. Hãy ủng hộ Amigo Guitar Shop Tăng Khoa bằng cách like, subscribe hoặc là comment những cái ý kiến của bạn. Mình sẽ cố gắng trả lời giải đáp thắc mắc cho bạn nhé. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.